Chậm chùm ngài ơi xót thương con cùng từ nơi u tối con sống thân lưu đầy tình cha nhân ái đời thương con phúc vinh từ trong tác gì lễ an táng ở hồ kiếp phù sinh tháng ngày
Linh mắt khi còn đồ hoa đồng, một cơn gió hoảng là xong, chốn xưa mình ở cũng không biết hình. Như thế chúng ta thấy tất cả mọi sự mong manh, vua Chúa Lưu, qua quyền trần gian Lưu, cũng chẳng phải là chỗ vững chắc cho chúng ta đời xưa, bởi vì họ cũng mang thân phận yếu hèn, cũng mong qua cho hết, uy thế của họ cũng chỉ nhất thời và cũng rất hạn hẹp. Chúng ta thấy trải dài các lịch sử nhân loại đến quốc Babylon mạnh mẽ như thế nào cũng suy sụp, đến quốc La Mã cùng mạnh biết bao thế rồi cũng sụp đổ. Rồi chúng ta thấy hết được con người uy quyền tiền tài danh vọng rồi cũng qua đi hết. Vì gì nơi Chúa chúng ta đã có sự sống và hạnh phúc đời đời. Chúa Giêsu nói với chúng ta, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Và Ngài nhấn mạnh rằng, là các con đường soi xuyên, các con tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy trong nhà Cha Thầy có người chỗ ở. Như thế tin dạy cho chúng ta, đó là chỉ có nơi Chúa mới có sự sống đời đời, chỉ có nơi Chúa mới có hạnh phúc vĩnh cửu. Vậy chúng ta khi sống ở trần gian này, đừng quá lo lắng để tìm những sự phù vân mà quên đi hạnh phúc đời đời cho linh hồn. Nếu chỉ vì hạnh phúc sung sướng hàng đời đời này mà đánh mất sự sống đời sau thì làm có ích chi? Chúng ta có xây được cả một tòa nhà to lớn sang trọng, song không bao lâu sẽ phải rời bỏ và trở về đến cát bụi. Chúng ta đi xa, dẫu ta có tích góp thật nhiều vàng bạc châu báu, nhưng khi chết ta đều mang theo điều gì? Do đó chúng ta hãy chuẩn bị cho giờ sống đẹp của mình và sống làm sao ngày hôm nay tốt hơn hôm qua và cố gắng cho bằng ngày mai mỗi ngày phải sống tốt hơn. Hôm nay chúng ta tham dự thánh lễ an táng cho Giuse và Hoàng Cần, ông cũng là người từ nơi quê hương đó xuống chúng ta đây, cũng đã sống giữa chúng ta. Thời gian sau này con được vui bên Hoa Kỳ, nhưng rồi Chúa tất không về sau một cơn giữa bà con xóm này. Chúng ta thấy tất cả rồi sẽ qua hết và chúng ta sẽ trở về với căn hộ và mong đợi ngày Chúa trở lại để đưa chúng ta, thân xác chúng ta được sống lại cùng được sum họp với Chúa trên nước trời. Chúng ta tin tưởng để trông vào Chúa qua cuộc đời của ông Giuse, cũng đã chung vào trách nhiệm của mình, chung vào bổn phận trong